Rồi hello, xin chào anh em nha. Hôm nay shop ô tô xe máy của Thắng mình tiếp tục giới thiệu cho anh em thêm những sản phẩm đồ chơi xe máy hiện đang có mặt tại shop ô tô xe máy của Thắng mình ha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip giới thiệu cho anh em về cái sản phẩm đó là đầu bò đồ chơi Super Hit Sum Racing, đầu bò đúc Super Hit nha. Dành cho dòng xe là Exciter 150 nha. Thì cái sản phẩm hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho anh em đó là cái vỏ đầu bò đúc súp ốp lớn vừa kích sẵn dành cho đúng dòng xe là Exciter 150. Nó sẽ có hai size, là size súp ốp là 20-23 và 22-25. Nó sẽ phù hợp với cấu hình là cho một chiếc xe Exciter 150 độ từ trái 62 trở lên nha anh em. Có nghĩa là anh em làm 62 dinh dinh, 62 dinh đôn, 65 dinh dinh, 65 dinh đôn vẫn được bình thường hết. Với hai cấu hình như thế này nha, thì nó là súp ốp 20-23 và 22-25 ha. Thì giá cho một set, một bộ sản phẩm cho đầu bò Exciter 150 súp ốp lớn đến từ thương hiệu Sum Racing, thì shop phụ tùng xe máy của Thắng mình bán có giá là 1.700.000 một bộ. Cho bộ vỏ đầu là gồm vỏ đầu 4 súp ốp, cặp còi giãn và 4 cái chén dưới của cái lò xo súp ốp. Bốn cái chén dưới ngay chỗ lò xo súp bắp, chỉ như vậy thôi. Còn cam lại lò xo đầu thì anh em tự trang bị thêm. Với mức giá này rất là hợp lý, tại vì hôm nay mà anh em mà làm từ cái đầu bò zin ha, mình lấy cái đầu bò zin mình đi làm dời gích vô 4 cây súp bắp, mua cặp cò giãn, thì nó có thể là hơn tiền mình mua một cái vỏ đầu bò đúc này luôn. Và cái khả năng mà gọi là chính xác chuẩn xác thì nó sẽ không bằng những cái đầu bò đúc như thế này. Đầu bò này thì nó gọi là đầu bò lớn, những đường nước là lớn, nó không có bị lòn nước hoặc là bị nứt cái đường nước. Tại vì cái đầu bò zin nó những cái lỗ xăng bô nó rất là nhỏ, anh em mà móc đồ này kia nó rất dễ bị phạm thuốc là nó bị xì đường nước hay này kia là phải quăng luôn cái đầu bò, rất là nguy hiểm. Và khi mình đi một cái quãng đường xa này kia nó cũng không an toàn bằng những cái đầu bò đồ chơi đúc lớn vậy ha. Đó thì mình sẽ giới thiệu cho anh em là có hai cái size này. Bữa trước thì mình có làm cái đầu bò nói về dòng cho 135, thì hôm nay cái đầu bò làm đúng cho cái dòng 150 nha anh em. Con xăng này đúng cho cái vai của cái dòng xe là Exciter 150 nè. Đây trên nhà sản xuất nó có đóng cái mã nè, LC 150 20-23, LC 150 22-25 đó. Này là hàng chính hãng nha anh em, hàng chính hãng Sum Racing. Thì bây giờ mình quay cho anh em trước ha. Thì một set nó sẽ bao gồm là một cái vỏ đầu 4 súp bắp và 4 cái chén. Đây là 4 cái chén dưới hợp kim của cái lò xo đầu. Và cặp còi giãn tốt, kèm theo 4 ống chỉnh cò luôn, để theo phù hợp với cái đầu dời gích. Tại vì khi mình dời gích á, thì là cái vị trí và độ xa ngay chỗ cái chân súp bắp nó không còn là giống như zin nữa. Nên anh em mà đi mấy đầu lớn dời gích như này nè, mà anh em gắn cái cặp cò zin vô là không bao giờ chạy được. Tại nó không có đúng ngay chỗ cái đầu súp bắp vô lại ngay chỗ mấy cái đầu của cái ốc chỉnh cò này ha. Rồi kèm theo cái sản phẩm đó là 4 cây súp bắp hợp kim AT Racing. Thì cái súp bắp này thì chất lượng ok như thế nào thì mình cũng nhiều anh em biết rồi ha. Đó. Rồi bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết anh em ha. Đây là cái chảo cho cái súp bắp 20-23 ha, là toàn bộ là CNC nha, để đảm bảo cho mình là gọi là đúng chuẩn, 100 cái như một, 1000 cái như một ha. Đó, lỗ xăng bô lớn nè, lỗ xăng gọi là kiểu lỗ co số 8 á, co số 8 nè, để tăng lưu lượng nạp xả. Rồi bây giờ mình lấy cái súp bắp ra, mình để cho anh em coi cái độ thông của cái đầu bò này, nó nhà sản xuất nó đúc cái thông đẹp như thế nào ha. Đúng đầu bò 150 thì nó sẽ có cái cảm biến oxy nằm ngay chỗ cổ bô luôn nha anh em. Nha anh em. Khi này nếu mà những cái đầu này mình vẫn gắn vào 135 vẫn được bình thường không có gì hết, nhưng mà mình phải chỉnh lại ngay chỗ cái vị trí coi xăng ha. Coi xăng 150 thì nằm ngược lại ha, ngược lại 135 sẽ ngược lại đó. Đây đầu bò đúc nha anh em,
Đó, lỗ xăng bô đổ rất là thông nha. Nói chung là những cái đầu bò đồ chơi này á, là nhà sản xuất được cái đầu bò thì người ta cũng có kèm theo những cái công cụ đo lường tính toán là cái lỗ nạp vô bao nhiêu và cái lỗ xả ra bao nhiêu để nó phù hợp ha, nên không có gọi là người ta đổ đại đổ đùa cái lỗ xăng bao nhiêu rồi đổ đại lỗ xăng dưới đây lỗ xả lại bấy nhiêu là đã có tính toán. Nói chung là đồ chơi trong lĩnh vực đồ chơi xe máy á, làm tất cả những sản phẩm mà gọi là đồ chơi độ là phải có tính toán hết, có công cụ kèm theo ha. Đó, cái này là cái bộ đầu của 150 xúc bắp 20-23 nha. Giá thì là full bộ nhà nó bán cứ 1.750.000 một bộ và miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn. Đó, anh em nào cần cái alo em. Nó nhiều, nó rất là nhiều dòng và nhiều loại, nhiều giá thì đó, trong cái tầm giá này nó rất là ok, rất là ok nha, với giá này rất là ok. Rồi bây giờ mình sẽ quay tiếp cho anh em là cái đầu bò xúc bắp là 22-25 ha. Quay 150 đây. Đó. Đây cái nền này là nó sẽ CNC rất là đẹp nha. Đó. Vẫn là đúng đầu 150 là nó sẽ có một cái sensor cảm biến oxy kèm theo ha. Đó. Vẫn là chảo CNC rất là đẹp. Bây giờ mình lấy cho anh em coi nha. Đồ là tuyệt đẹp nha anh em. Giá vậy. Từ từ đó. Rất tuyệt đẹp nha con. Rồi. Đây cái đầu bò là 22-25 giờ gích. Này rất là lớn nha. Chảo cũng vẫn là CNC và những cái đường xăng bô xả rất là tuyệt vời nha. Cái này thì mình cũng không phải là nói, nếu mà đúng á về anh em về cứ quýnh vô là xài thôi. Quýnh vô là xài thôi, còn nếu mà tùy theo mỗi lò, mỗi người thợ thì có thể về tự xử lý thêm là cái lỗ xăng bô lại, làm như là mình đánh lại xăng bô hay là chỉnh sửa là tùy ý theo cái gọi là touring hay racing, tùy theo cái cấu hình mỗi người máy nha. Đó, rất là đẹp, hàng đẹp, chất lượng, giá rẻ, bao anh em xài nha. Rồi, giá chỉ là 1.700.000 một bộ cho một cái set đầu bò đồ chơi xúc bắp lớn vừa kích sẵn 20-23-25 đến từ thương hiệu Sun Racing, chỉ có mức giá rất là rẻ luôn, 1.750.000 một bộ và miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn. Anh em nào cần cứ alo em nha, 0933996332, shop phụ tùng xe máy Quốc Thắng, full đồ chơi Rimway Cup 67, Exeter 135-150 và những cái dòng xe khác. Tất cả những sản phẩm mình đăng là đều có hàng tại shop của mình hết, anh em cần cứ alo em ha.